Kênh Nói kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay Hai con người đối lập trong Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng là người kiêu hãnh đến mức bị hiểu là ngông cuồng và dường như anh muốn phủ lên mắt của công chúng một hình ảnh lấp lánh đến chói sáng, sự xa hoa của một ngôi sao thời thượng, những hình ảnh bạc tỷ được xuất hiện trước khán giả. Tất nhiên, nếu bạn đã chấp nhận tôn vinh anh ấy là ông hoàng nhạc Việt thì hẳn nhiên ông ta là duy nhất. Một ông hoàng cát xe cao nhất chạy sâu quanh năm cơ ngơi kinh doanh bề thế vậy thì bày biện ra sự xuề xòa giản dị cho ai coi và người nghệ sĩ nếu không có niềm kiêu hãnh thì tài năng danh vọng kia đáng giá mấy xu thế nên khi anh nức nở khóc để nói về nỗi khốn cùng trong suốt mấy chục năm cuộc đời với những khoản nợ lớn anh phải trả nợ thay mẹ nó là một cú sốc không ai tưởng tượng được bởi nó giống như cái hộp đen trên máy bay ghi lại mọi điều nhưng người ta thường chỉ sử dụng đến nó như giải pháp cuối cùng để tìm ra sự thật bạn có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng nóng tính đến mức phản pháo ầm ầm với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín hay đàn chị Thanh Lam và bạn cũng thấy Đàm Vĩnh Hưng hơn thua đến cùng với Quang Lê trong những câu chuyện nghề nghiệp và showbiz. Nhiều người đã chỉ trích anh về việc này. Và nếu đọc Facebook của anh, bạn sẽ luôn gặp những câu đại loại như Tôi biết có nhiều kẻ đang dắp tâm làm hại hoặc Các người cứ việc hả hê đi, tôi biết các người chỉ chờ tôi gặp chuyện là nhảy vào sâu xé. Nhưng điều đó cho thấy đó là một phản ứng phòng vệ của một đứa trẻ bị tổn thương và phải giành giật với đời tư từ quá sớm. Và đứa trẻ ấy cũng gặp mấy chục năm bão táp bên cạnh một gia đình chưa khi nào là nơi yên ả để nương tựa. Cho đến khi thành công trói sáng thì Đàm Vĩnh Hưng cũng luôn gặp những sự cố không giống ai. Những tai nạn tài trời giáng xuống từ kẻ không chấp nhận được việc một thanh niên tưởng như đã yên vị ở nơi đáy lại ngoi thẳng lên vị trí hàng đầu, vượt qua tất cả rèm pha đố kỵ và cả những toàn tính ác ý. Như một con thú luôn muốn gầm lên với đối thủ vì biết hiểm nguy có thể sẽ luôn sinh dập, nhưng Đàm Vĩnh Hưng luôn chấp nhận lùi lại trong mối quan hệ với người thân. Người ta đồn thổi anh đã mua nhà mua xe, bỏ bạc tỷ để lăng xê người tình Dương Triệu Vũ. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận những lời đồn ác ý đó như một cái giá phải trả của sự thành công để giúp Vũ có chỗ đứng vững chắc tại thị trường nội địa. Anh chăm sóc cho Dương Triệu Vũ từng chút từng chút, từ cái cà vạt cho đến đôi giày trong những chuyến lưu diễn. Những ngày đó người ta mặc định mọi việc làm cho Dương Triệu Vũ là vì một mối tình. Nhưng đến khi tất cả học trò của anh trong các show truyền hình thực tế như Phượng Vũ, Vicky Nhung, Hà Vân đều được chăm sóc tận tụy như vậy, lo giới thiệu sâu, may cho từng chiếc áo để diễn thì câu chuyện đó mới dần được cởi bỏ. Và khi ấy người ta lại ngợi ca hình ảnh một người anh luôn hết lòng với đám trẻ đến sau. Tôi vốn không thân với Đàm Vĩnh Hưng, nhưng năm 2008, trên dinh.vn có một cuộc thi viết về Đàm Vĩnh Hưng và một số phóng viên được ban tổ chức mời viết bài. Cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng đã trao cho tôi và Quỳnh Nguyễn báo tuổi trẻ, cúp lưu niệm và chụp một tấm hình chung. Câu chuyện đó ai cũng có thể quên, cho đến một năm sau, tôi gặp biến cố trong gia đình riêng và người ta nói rằng tôi và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ bí mật mờ ám. Từ Hồng Kông, Đàm Vĩnh Hưng đã gọi điện thoại về cho tôi và nói anh có thể làm bất cứ việc gì để minh oan cho em, hãy để anh giúp em, anh không sợ thiệt thòi vì mình là anh em. Tất nhiên chuyện gia đình tôi anh không thể giúp, nhưng tôi tin với một tinh thần trượng nghĩa ấy thì chắc chắn không bao giờ anh quay lưng với những người thân của mình. Khi chúng tôi đi dự tuần lễ phim Việt Nam tại Italia năm 2014, cả đoàn tới The Mall Outlet mua sắm Đàm Vĩnh Hưng tất nhiên luôn mua nhiều nhất, nhưng không phải là mua cho riêng anh mà mua cho từng cái tên là mẹ, là em gái, là Dương Triệu Vũ, là cậu cháu trai nhỏ xíu, là những người trợ lý và cả những fan thân thiết. Trong lúc chờ xe đưa diễn viên Ngọc Thanh Tâm đi chụp hình thời trang ở phố cổ Flozen về đón, chúng tôi mới đùa nhau đem mớ đồ Đàm Vĩnh Hưng mới mua ra đếm và chụp hình post Facebook cho vui. Một bức ảnh vui vẻ trở thành đề tài trong suốt thời gian dài sau đó vì sự xa xỉ và kịch cỡm như chọc phú vì khoe của của Mr. Đàm. Và khi sự việc công khai nợ nần của mẹ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra, một số tờ báo cũng đã tổng hợp lại những hình ảnh đó để nói rằng một người đi mua hàng hiệu và bày biện ra cả vỉa hè để đếm. Tại sao lại không bán bớt những món đó trả nợ cho mẹ mình mà lại lên mạng khóc? Buổi tối hôm đó, tôi, Dương Triệu Vũ, Ngọc Thanh Tâm cùng đi ăn với anh tại một quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đều bất bình vì bài báo đó, cũng như những bình luận ác ý về anh trên mạng. Nhưng Đàm Vĩnh Hưng chỉ im lặng, mãi sau mới nói, mình không thể bắt tất cả thương mình được. Chỉ cần mình biết rõ vì sao mình làm vậy và mình phải bình tĩnh để còn làm việc. Dường như luôn tồn tại hai con người trong Đàm Vĩnh Hưng, một người luôn ấm áp rộng lượng và muốn bao bọc những gì thân thiết, một người khác là sự nổi loạn và bất chấp. Sự ấm áp rộng lượng chính là cảm giác mình có thể chia tay ra với người khác để giúp họ tốt lên, cái cảm giác thèm có một gia đình lớn, điều mà anh luôn khao khát từ tấm bé. Sự nổi loạn của Đàm Vĩnh Hưng dường như đã ăn sâu vào trong máu, bất cứ lúc nào cũng muốn vượt thoát khỏi thực tại để anh vươn tới giấc mơ của mình. Sự nổi loạn ấy cũng khiến anh làm việc điên cuồng, quên ăn quên ngủ. Anh có thể hát ba show ở Hà Nội đến 1 giờ sáng, rồi thức tới sáng đáp chuyến bay vào Đà Nẵng hát show trực tiếp lúc 7 giờ 30, rồi trưa lại ra sân bay về Sài Gòn để tối hát hai show ở hai điểm diễn và sáng hôm sau anh có thể xách vali để đến một đất nước khác quay phim, chụp hình và lưu diễn. Anh muốn làm tất cả và ôm ấp quá nhiều dự định lớn lao, đồng thời anh cũng hiểu quá rõ sự hữu hạn của thời gian và tuổi tác. Anh không chờ để sống theo nhịp bình thường mà anh cuốn mọi thứ chạy theo mình, hối hả. Cứ như vậy, cái vẻ ngoài hào nhoáng giống như một niềm kiêu hãnh mà anh khoác lên trước mặt mọi người. Nhưng suốt cùng, ở trong đám đông nào, anh cũng lẻ ra một mình, cô đơn chọn gói một năm trước anh từng viết, cả một tuổi thơ gần như biến mất, trưởng thành trong nghèo khó và bị khinh bỉ, nhà cửa không có, gia đình ly tán, cha một nơi, mẹ một nơi, anh em một nơi, bước xuống cuộc đời với hai bàn tay trắng, đối diện và chống trả để tồn tại với cuộc sống bằng tất cả tận cùng của sức lực. Thành công được đổi ngang với tuổi trẻ và nước mắt, thành đạt giữa trăm ngàn sóng gió búa rìu dư luận và sự mặc quyền phán xét kết tội của miệng lưỡi thế gian một giấc ngủ cũng không tròn, một miếng ăn cũng không bình thường như bao người, và một ngày mới với những trách móc muộn phiền. Suốt đời bị đẩy vào cửa giữa, rằng xé và phải làm quan tòa ngay trong chính ngôi nhà của mình. Hạnh phúc cũng chỉ là thuê hoặc mua, đó là chân dung tự họa của tôi trong 15 phút. Xin cho mây che đủ phận người, xin cho tôi nguyên vẹn hình hài. Đời tôi không có niềm vui nào sống lâu, đều đạn đến nỗi, niềm vui vừa tới Tôi đã dặn mình không được vui nhiều vì chuyện buồn phiền sắp đến, y như rằng luôn là như vậy, buổi sáng ngủ dậy, những người thân rằng xé mình. Và một năm sau, câu chuyện anh nói đã diễn ra đúng như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, clip của Đàm Vĩnh Hưng đã có tới vài triệu lượt xem và vài chục ngàn lượt share. Điều đó không đơn thuần là một tin tức giật gân của thời đại bày đàn online, mà câu chuyện của anh đã chạm vào một ngưỡng giá trị của đạo lý, đó là tình mẹ con và những giá trị truyền thống trong gia đình và xã hội của người Việt một lần nữa lại được đem ra soi lại. Rất nhiều người chia sẻ với anh vì họ phải sống trong những cảnh bạo hành tinh thần nhiều năm tương tự. Và cũng có người muốn níu bám những tín điều đã cũ để phê phán anh. Không ít người đã phản ứng với việc Đàm Vĩnh Hưng công khai chuyện mẹ mình nợ nần và anh phải trả nợ đậy cho mẹ. Cái vòng kim cô về sự hiếu nghĩa của truyền thống Á Đông đã chói không chỉ mình Đàm Vĩnh Hưng mà hàng vạn đứa con khác vào những trầm uất kéo dài. Tôi có đọc đâu đó rằng việc mang thai và sinh con là những trải nghiệm tuyệt vời của con người, đó là cái quyền của các bậc cha mẹ. Nhưng không nên dùng cái quyền ấy để bắt con cái phải trả công bằng việc gánh thay những việc tệ hại mà mình gây ra. Đàm Vĩnh Hưng đã mang khối u ấy suốt nhiều năm và cũng giản vặt rất lâu. Và rồi điều đó đã buộc anh phải một lần đối diện, đối diện sự thật đen tối ấy để cứu mình và cứu mẹ vì sao nói ra sự thật đen tối về mẹ lại là cứu mẹ bởi nếu không có sự thật này được công khai thì chắc chắn mẹ anh sẽ không còn đường lui rồi sẽ ra sao rồi anh sẽ phải gánh chịu mọi hệ quả xấu nhất có thể và anh chắc chắn mất mẹ trong cuộc rượt đuổi của những món nợ đối diện bằng tất cả sự trải nghiệm bình tĩnh nhất để từng bước giải tỏa khỏi mớ bỏng bong lâu ngày có lẽ là con đường duy nhất để trái tim đau một lần cuối cùng rồi lại trở lại bình yên Tranh cãi gay gắt việc Đàm Vĩnh Hưng công khai mẹ nợ nần. Ngày hôm qua, câu chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về nỗi khổ trả nợ cho mẹ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Bên cạnh việc công khai số tiền gánh nợ suốt 10 năm qua, Mr. Đàm cũng liệt kê một số điều không hài lòng về đứng sinh thành. Ngay lập tức, những lời chia sẻ của nam ca sĩ nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều bạn đọc nhận định, việc làm của Đàm Vĩnh Hưng thể hiện sự bất hiếu khi đưa ra các bình luận ông này hết trò hay sao mà lại lấy mẹ ra đánh bóng tên tuổi vậy? Hay như bình luận, dù đứng sinh thành có sai điều gì cũng không nên đưa lên mạng oán trách như thế. Mặt khác, cũng không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm khi cho rằng việc nam ca sĩ công khai chuyện trả nợ cho mẹ là do anh đã bất lực, không còn cách nào khác, và việc làm này của anh chỉ nhằm mục đích giúp mẹ thoát khỏi vòng xoáy tiền bạc. Phản đối hành động của Đàm Vĩnh Hưng, độc giả Minh Long bày tỏ sự bức xúc khi bình luận. Anh nói, Mẹ sai thật nhưng là người con thì không nên đưa đấng sinh thành của mình lên để than trách trên mạng xã hội như thế này. Đồng quan điểm trên, nhiều bạn đọc cũng nhấn mạnh số tiền nam ca sĩ trả nợ cho mẹ chưa thể thấm tháp công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thậm chí có nhận xét khẳng định kiếm nhiều tiền mà chỉ để khoe khoang, phục vụ bản thân thì cũng vô nghĩa. Thành viên Đức Anh bày tỏ, tôi nghĩ việc làm này thể hiện sự bất hiếu. Mẹ là người mang đến cho mình cơ thể, cuộc sống nên dù bất cứ điều gì cũng không thể đi kể xấu mẹ như thế này cũng có những ý kiến gay gắt cho rằng việc làm của Đàm Vĩnh Hưng chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Độc giả Mai Lê nghi ngờ, tôi thấy anh Đàm liên tục khoe nhà đẹp, xe sang, nhẫn kim cương, xài đồ hàng hiệu, giờ anh phải trả có vài chục tỷ đồng mà đã oán trách sao? Liệu có phải anh đang cố tình tạo scandal để thu hút sự quan tâm của công chúng? Theo nhiều bạn đọc, 20 tỷ đồng đối với một ca sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng không phải số tiền quá lớn, bởi vậy việc công khai trả nợ cho mẹ trên mạng xã hội của anh chỉ có thể là một trong những chiêu trò gây chú ý thu hút dư luận tuy nhiên bên cạnh một số ít phê phán hành động công khai chuyện nợ nần của mẹ nhiều người cũng bày tỏ sự cảm thông khi có cùng cảnh ngộ với đàm vĩnh hưng việc làm của cựu huấn luyện viên giọng hát việt chỉ là một trong những giải pháp cuối cùng khi anh muốn tách mẹ ra khỏi vòng xoáy tiền bạc thấu hiểu cảm giác của nam ca sĩ trong hoàn cảnh này, bạn đọc Minh thư nghẹn ngào kể lại câu chuyện của bản thân khi phải khất nợ cho mẹ từ năm 10 tuổi. Gia đình cô phải cầm cố tất cả đồ dùng trong nhà từ điện thoại, máy tính, trang sức để trả nợ. Hết lần này đến lần khác, mẹ cô vẫn cờ bạc, nợ nần chồng chất. Cô đã phải nhiều lần cầm tiền đi trả và van xin từng nhà để không cho mẹ cô vay tiền nữa. Cô gái này viết nhiều lần mình muốn cắt cổ tay, uống thuốc để mẹ hối hận, nhưng sợ bố và chị buồn và không ai gánh cho mẹ. Mình chỉ mong một lần mẹ nghĩ cho gia đình, thương người thân mà thôi. Đồng cảnh ngộ, thành viên Phạm Hằng cũng chia sẻ câu chuyện từng chịu đựng cảnh hàng xóm, xã hội đen đến nhà đòi nợ nhiều năm nay nên rất thông cảm cho tình cảnh của Đàm Vĩnh Hưng. Cô bày tỏ, ai rơi vào hoàn cảnh của anh ấy mới hiểu được, mẹ tôi cũng dính vào cờ bạc nợ nần, hai anh em làm hoài mà không trả hết nợ bản thân bất lực không biết phải làm gì để mẹ suy nghĩ lại. còn độc giả mạnh cường phạm thì chân tình, anh đàm thật dũng cảm khi dám công khai chuyện xấu của mẹ mình lên mạng xã hội. tôi nghĩ rằng thương không có nghĩa là ủng hộ những sai lầm, đây là u nhọt cần phải bỏ. anh làm vậy mới giúp mẹ không tiếp tục lún sâu vào những lỗi lầm này. ngoài ra một số độc giả còn tỏ ra trách móc người mẹ của đàm vĩnh hưng không biết nghĩ cho gia đình vì ham muốn tiền bạc mà phá vỡ hạnh phúc của con. Thành viên Đức Anh nhận định việc làm của người mẹ trên là không đúng, không thương con, sống ích kỷ, xa đọa và những thú vui để nợ nần cho con gánh chịu. Bạn đọc này cho rằng tiền không phải dễ kiếm và khi có được phải biết giữ gìn để phòng trường hợp ốm đau bệnh tật. Nhiều bình luận bày tỏ hy vọng mẹ của Đàm Vĩnh Hưng đọc và hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng, quan trọng để từ bỏ ham muốn trong vòng xoáy tiền bạc. Sáng 14 tháng 12, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ phát sóng trực tiếp chia sẻ nỗi khổ phải kéo kẻ trả nợ thay cho mẹ nhiều năm qua. Anh kể đã phải trả số tiền lên tới 20 tỷ đồng, mỗi tháng trung bình anh phải trả từ 500 đến 600 triệu đồng cho các chủ nợ. Mr. Đàm tâm sự có những ngày bản thân bị chủ nợ ném gạch đá vào nhà, xe áo đòi nợ, thậm chí anh từng phải đối đầu với 40 chủ nợ. Vì phải trả nợ thay cho mẹ nên Đàm Vĩnh Hưng thường chạy sâu rất nhiều, anh gọi đó là khối u đã đeo bám anh và gia đình suốt 30 năm qua. Để cập nhật được những thông tin mới nhất quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh báo nói cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại